Vâng, còn hai cái nữa thôi. Sếp ơi, mai lấy vợ sếp ơi. Bắt đầu, sen. Ấy, trời ơi, ưng. Margaret Pan Pan. Margaret Pan Pan đi vào đúng là đánh mát 44 đấy, không cầm cái gì khác để cong được tạ ngoài sen ra. Chán. Nhưng bây giờ không cho sen, cứ cho Katha Garek thì không hiểu cân bản đồ kiểu gì. Vậy bên họ có fan, mình cũng có fan. Ui giời, fan đôi voi, mắt đều. Đây là một bài đấu về lớp vẫn gọi là mắc lọc dành cho bài fan này. Sao lại fan nữa của U96 à, sao lắm fan đấy. Summer, ôi trời, những bên đội bạn có Mark, nhưng Mark phải đánh cung A mới đen như này. Tù. Thôi xem U97 một tí, xem tầng này có đôi voi của câu chết của nó mấy con dân. À, bầu Xuân Đạt ngay sau khi thấy team vào chung kết đã trở lên bên kia ngồi và trầm ngâm suy nghĩ rồi. Vẫn còn nói rất cứng. Tôi đây bên Hà Nội vẫn đang nói rất cứng. Câu luôn đôi voi. Ấy rồi, thôi. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cháu U97 tạm thời dừng thi đấu một tí. Bài pan của U96 đá luôn ba con hiêu này về đi. Bi chắc chắn vẫn phải đánh cung rồi. Nhưng bài này bên đội bạn ba chém sẽ chém rất phú. À, chém phú sẽ là chém của Linda và em bé hai pan. Max C của Hoàng Mai Nhi không đánh cung à, chặt đầu tôi đi. Garek của Tu Team thì chắc chắn đánh chém rồi. Sợ nhất là Hoàng Mai Nhi mắc đầu cánh. Bước đội bạn đánh 4 chém thì bên mình hơi khoai thật. Bước đánh 4 chém tại điểm đầu tôi không biết là mấy ông trẻ trẻ này giữ kiểu gì. Bên đầu bạn toàn đánh bằng não nhiều thôi. Toàn đánh bằng đầu óc, không dùng bằng tay chân nhiều. Rồi dân pan này có một rát chống sư tử rồi. Cắn đi, chúc ngon miệng. Vẫn còn nửa bình nhìn cho con dân. Thế sơ khùng mắc binh nhìn cho canh. Đáng lẽ canh mà cầm AC mới đúng. Cầm xăm này, bóng này không đủ. Bi ra nào. Bài sen đặt chiếc S đầu phút thứ 5. Không phải quá sớm. Bảy hiệu đầu và một voi về. Bảy hiệu đầu 5 con thôi. Hai con voi. Đúng bãi. Ờ đây là bãi quả thôi. Đủ đồ rồi. Chỉ cần thế này là đủ. Con đi dò làm gì nữa nhỉ. Ờ vẫn cắm hình như là nhường cái kia cho Đinh Sơn Canh ăn rồi. Canh mà không có bãi quả đây nhiều khả năng là chết. Bài U97 vì chết con dân đấy cho nên là bây giờ em mới đặt chiếc S ở phút thứ 6 rưỡi. Không có đôi voi này thì chắc chắn là dân sẽ bị chậm là khá nhiều. Bây giờ mới sóc được 17 thằng thôi. 6-3-4 sóc 17 thằng dân thôi cũng được rồi. Như vậy là U96 và U97 sóc dân cân phớ. U96 lại thêm bầy hiêu và đôi voi nữa. Bài pan này U96 sẽ kích ở tầm khoảng 10 rưỡi 10-20 năm gì đấy. Thôi U96 đừng dở. Đừng ra đây. Phi con voi mà đặt cái S vào còn cả bầy hiêu nữa. Vẫn còn định mời anh Sơi câu đôi voi về sát nhà chính cho nó giống top 1. Ô, nó làm thật này. Thôi anh xin em, về đây voi ơi, về đây, nhìn lên, em ơi, 10 triệu đang chờ anh. Chủ nợ ở nhà nó đang chờ anh. Vâng, vẫn. Cố lên, đi về ra ngoan tí nữa em ơi, cố về đây anh có quà, em ơi. Nhanh lên, cố lên em ơi, bình tĩnh thôi, bình tĩnh, còn con nữa. Tập trung vào, không việc gì cả, tiếp tục đi. À, câu đôi voi siêu khỏe. Có lẽ thằng U96 nó là anh của U97 cũng đúng rồi. Thằng U97 nó ăn như con trâu mộng thì làm sao mà thằng này nó không khỏe được. U97 bên kia cũng hai pan soi. Bên mình vẫn lên sớm hơn rồi thế nào nhỉ. Bên kia mỗi Hoàng Mã Nhi lên đời thôi.
Chiến thắng nó chỉ còn cách hai chạm nữa thôi. Không thể như được chứ, ông Môn như làm sao được. Và ông này thì vẫn 14 xoạch. Ujin 6 cách được chưa? Ujin 6 cũng là 14-18. Ujin 6 kích muộn hơn Ujin 7 nhưng mà lực lại siêu khỏe. Hai pan đầu cánh, xăm xem trong. Xăm xem cái châu quân ra là thoải mái. Sao canh đóng nhà kiểu gì này? Ui giời ơi. Vâng, canh đóng nhà kiểu vườn không nhà trống. Xin đồ là kích đời, 500 gỗ. Nếu tôi là Bi trận này, nếu như Bi thay vị trí ở canh, tôi nghĩ là bài cầm xe này đi dâng A là đẹp nhất. Bên đó bạn toàn pan cùng với mát mùng thôi. Ujin 6, 19-20. Và đây là nhà của Pameran của em bé. Bãi vàng đây, bãi vàng cho hai cái airborne kìa. Đấy, chọc. Vậy, ôi giời ơi, thằng đầu trâu. Mỗi cái việc thế mà lao vào, cũng không lao vào mà sồ vào man gà. Em bé vừa mới sóc giò rồi lên muộn lắm. Pan đi đâm mi pan này hơi buồn cười, nhưng mà tôi cứ đâm đấy, tôi thích. Vì tôi thích. Đâm mi hết AP, kích bánh xe. Chuyển cu rờ à? Bởi tôi cũng được. Đáp P. Đây là U97. Bây giờ mới đi ăn vàng. Chốt e và ruộng nhanh lên. Kín hết rồi. Bài U97 rất yếu đấy. U97 tỷ lệ cao rất là chết đột tử luôn. Đây là canh 27-64. Canh rất khỏe. Bi tân cung đầu đẩy luôn thôi. Vâng. Ujin 6 đắp P rồi. Chính vì vậy bây giờ chờ cung của Bi sang đây đã. Cùng với Ujin 6 là lướt qua nhà em bé phải thật nhanh cơ. Lướt nhẹ cạo êm gọn. Ra ruộng đi. Ujin 7 xác định sẵn là không thi đấu rồi. Thế là canh chỉ có đứng ở nhà thôi. Canh chỉ có ăn mới thủ thôi. Ruộng thế này mà không thủ được nữa thì chết đi chứ sống làm gì. Thằng này bên mình bắt đầu bị đè. Thì U97 yếu. Tân thứ hai Bi đứng ở nhà rồi. Tân đầu tiên đẩy sang nhà của cái em bé con đang hơi dắt. U96 đây, bãi vàng của em bé không bo. Em bé ăn rất nhiều vàng như để HP hay làm cái gì đấy. Phù rong sang gần đến nơi chưa? Đó, Bi quay lại đây. Đây là khu vực mà không thể phi vào được. Em bé đánh rất khó chịu. Kinh nghiệm. Đây Bi vẫn đang đó. Và Bi ăn vàng thì chuyển cung A rồi. Bắt đầu với bắt buộc phải chuyển cung A để chơi với mác. Nhưng mác của Hoàng Minh Nhi mà không bị ai đánh vào, Hoàng Minh Nhi sẽ nhảy 4 nó rất nhanh. Tôi biết cái thế đánh kiểu đấy. Bởi bên mình tỷ lệ cao những nhà đầu cánh sẽ bị chết yểu. Vậy đi. Ujin 6 sang rồi. Chỉ có mông em bé mà chảy đâu. Ôi Giàng ơi, về đây với bà. Giàng ơi, thằng thứ hai. Rồi được cả đôi bé rồi, ưng lắm. Này. Phù rất ồn. Ujin 7 sang 12 vẫn còn tí tham đánh. Quan trọng thì cũng đáp P. Ui đáp P chơi mới sọc đơn. Quỳ. Bi 58 nhé, 76. Ăn vàng rồi, Đinh Xuân Canh cũng chỉ có đứng ở đây rồi. Một thế trận đưa về cuộc chiến của các vị thần. Đánh đời 4. Cuộc chiến của các vị thần, tôi nghĩ rằng thằng Thầu nó thừa sức, nó biết cách làm như thế nào để nó ngồi sau. Nó gõ đầu từng ông một, từ ông Bi đến ông Canh. Thầu mới heo, nó đánh cái giải, đánh cái luyện tập với bên team Nghệ An. 10 trận thì 9 trận đánh đời 4, nó toàn cái gì cũng thần hết. Đấy rồi, vị thần đầu tiên sò ăn gà, đấy là cụ rùa Linda. Và đã phải chạy té khói. Không cần thiết phải ra 4. Ăn vàng kích 4 luôn nhưng không hề chuyển cung A. Lông bổ vàng. Bên kia sẽ bị bức phải ốp. Canh đâu rồi nhỉ? Canh đâu? À canh đấy. Canh đấy. Canh cứ châu quân cũng ăn vàng nhảy 4. Thiết tha gì he nhỉ? Thằng he nhìn mắt nó buồn lắm.
ngồi trước mặt tôi luôn. Và đây là Canh đang lao vào nhà của Tuti. Đấy, rất khốn nạn đến từ Đình Trần Canh. Ti còn chưa bánh xe. Ti còn chưa bánh xe. Thôi én én. Ban QR thì thiết tha đâu. Mở quả của U97. U97 đây vẫn sọc. Ô tốt. Vẫn đấu này, này nhói. Đây là Canh 70/96. Cứ chạy lần vòn thôi, dắt cái đám lạc đà này về đây. Ông Bách không biết đã xin đồ nhảy 4 nữa chưa, tôi chưa rõ. Pan của em bé này vẫn chưa chết hẳn. U96 tham 34. Đây pan em bé vẫn còn mối lạc đà đây. Là phải được quả E là em bé chắc nhói lắm này. Thôi té. Đi kích 4 chưa. Vàng đã đủ. Ui ở cây cây ruộng. Sếp ơi, gia đình có việc gấp mà sếp ơi. À mà cũng đúng, mai lấy vợ rồi. Việc đấy không gấp nữa, còn việc gì gấp nữa. Hoàng Mai Nhi có lẽ đã kích 4. Bị kích 4 không biết lấy cái gì chơi với hot của Maxe nhỉ. Chơi đạp đôi à. Cũng được. Nhưng nhảy 4 xong rồi cho xăm lên 4 cùng. Họ bị sò bán gà ra này. Lối cùng đây, Canh đâu rồi. Mát đấu bên PV đang bị bắt bài. Đây nhảy 4. Vậy gọn lắm. Ủa lượng cùng Canh. Canh đang châu quân để đỡ cho PV đây mà. Tay công tay thủ. Nếu Canh bị đẩy vào hàng nghe này thật sự bị móc vào đây là hơi nhói. Vậy Canh sẽ bị thụt nhà luôn. Maxe bên kia nhà Hoàng Mai Nhi thụt hốc 6 giờ siêu đẹp. Canh cũng đang đào vàng rồi. Canh phải đào thật mạnh thêm nữa cơ. Rồi còn nhảy 4 này cho Canh. Nếu xếp vào quân đánh đầu 4 thì bên đó bạn thật sự là không có tí cưa cước thì đánh lên mình cả. Bi có đủ vàng kích đạp đôi rồi. Đây là tầm mà Bi chưa thể bơm vàng được. Lại bị đục tiếp kìa, em bé đang đục kìa. Đang bị đục sát mép rồi Bi ơi. Sát mép. Em bé cũng định sò vào ăn gà. Toàn đánh bằng đầu ấy thôi, còn nhói ấy. Biết người ta sắp lên 4. Đánh nhói thật đấy. Kích lâu rồi. Đập BL đi sếp ơi. Ông Bách không biết đã lên 4 này chưa. Tham lai bây giờ tôi tin chắc mình đang đè sóc dần vô học thật. Nhảy 4. Kích đạp đôi đi. Ông Bách chắc chắn lên trước Bi là cái chắc. Có ai pan bông đồ không mất phế. Không biết chưa ai soi tham cả. Công nghệ đã lần hết rồi. U96 tham 37. U96 có tìm cách mà phải đánh chết em bé đi. Còn bên này thì Tuti đang quá nhói với U97. Nhói. Rồi. Này. Ở đây Hoàng Mai Nhi đây. Đó, đục vào đây được tí gì thì được. Maxe. Maxe mà. Vào được không? Vào được không? Ô. Ô chết tiệt quỳ. Quỳ. Sò bán gà rồi. Sò bán gà đi. Sò bán gà. Sò bán gà đi. Come on. Come on baby. Vâng. Sò bán gà. Đây Hoàng Mai Nhi đây. Hoàng Mai Nhi đây. Nhi đây chứ Nhi đâu. Nhi đây. Đây mình là Nhi. Quan trọng thì đâu. Cướp sắc gì. Đây Nhi đấy. Đây Nhi đấy. Nhí. Rồi ưng. Ơ thế vào. Trời ơi. Mời thì tội gì không vào. Nhà có cố to như thế này mà không cho ăn hơi phí. Nhà cố quá to. Và Bi. Thôi Bi đang bị đẩy. Từ từ con tiếp đạp đôi ra. Hóa ra là Hoàng Mai Nhi ốp đang đây mới không để ý ở nhà. Dân của Bi đang té. Canh tham 83/132. U96 sang làm gì đi, sang cứu Bi đi. U96 sang đây, lạc đà tan đông thế mà sợ gì. Linda rất đông lạc đà cầm Pameran. Lạc đà em bé quá đông. Và một tên mà không để ý. Hoàng Minh Nhi đẩy tên khá nhạy cảm. 94/136 từ Đinh Xuân Canh. Canh vừa rồi phải bơm mất rất nhiều đồ. U96 bây giờ phải sang cứu hoặc làm cái gì đấy. Đây nhà Hoàng Minh Nhi còn đâu tương đây ruộng. Thế trận đâm ra đánh khoai rồi. Pha để ý máy của U96 quên mất máy của Bi. Hoàng Minh Nhi mới công đẩy. Ủa một tên cây ghê quá. So ba đấy.
sáu vào thủng rồi kìa, không hiểu chứ sáu làm gì. Rồi vào ruộng đây, rồi cố gắng ăn dân đi. Đó, cứ đi thẳng vào làm tí thôi. Đinh Xuân Canh 102/148 vẫn có thể đánh được. Kích 4 dành cho Canh thôi. Kích 4 biết có kịp hay không. Lida thậm chí còn nguyên nhà cơ. U97 không biết đã chơi với cái thủ Tuti như thế nào rồi. U97 có lẽ cân với Tuti thời điểm này. Canh đang bơm trần lực đồ cho Bi. Rồi, về căn bản mà nói đây là một thế trận khoai. Ui, 96 đang còn 10 thôi. Em bé vẫn còn một tí tham. Và bên đó ăn hai pan, em bé vẫn còn một tí tham mà cũng như Linda là gần như còn nguyên nhà. Linda 6 giờ còn nguyên nhà. Đi tham 1 lít. Bây giờ BB chỉ có dồn lạc đà và dồn đạp đôi vào đúng cái địa điểm mà vừa rồi game thủ U96 sổ vào thôi. Thì là còn được. Dồn đúng vào điểm yếu của Hoàng Mai Nhi đấy. Và BB đang muốn chạy vòng để dồn thẳng vào nhà Linda. Sổ thẳng tơ lạc đà vào nhà Linda. Đây là địa điểm thủng mà vừa rồi U96 lao vào nhà Hoàng Mai Nhi này. Nhận chân lực đồ. Vẫn có thể đánh được. Cứ chạy vào thôi, không cần phải gì cả. Cứ ruộng mà dã. Cứ ruộng mà dã, năm mới làm mẹ lấy que thọc đít lấy thịt mà ăn. Đâm vào. Rồi cứ đánh chết mác thôi. Kệ Linda, kệ cước xác gì. Đâu rồi nhảy hô to ăn tí nào. Vào đi, sâu ăn gà đi. Xông lên. Xông lên đi. Tham 35 mà tự nhiên thế quá là tham một bi lên sóc sóc dân mà à, sóc quân của BE rồi. Tham đã lên nít dưới. Nít dưới. Dân mác xe. Kể cả đánh ở đời 3, đời 4 mà top 1 đánh với top 1 bị sò và ăn gà một cái là chết sạch dân. Ưng. Ưng. Vâng, chiến thắng chỉ cách một chạm nữa thôi. Một chạm. Đâu, tôi thực tế tôi đọc chuẩn đấy chứ, nhưng mà vấn đề là vừa rồi cái pha vừa rồi ông Bi ông để mất nhà kiểu gì đưa vào tay tôi cầm tên vừa rồi mất làm sao được. Tham từ 35 lên 2. Tham từ 35 lên lít 2 trong vòng có 5 phút đồng hồ.